Cuối cùng, cộng đồng mạng Trung Quốc cũng chịu thừa nhận đàn ông Việt Nam không hề xấu mà thậm chí còn đẹp trai hơn Trung Quốc. Loa Phường 4.0 xin chào các bạn. Thì ra đàn ông Việt Nam cũng có người đẹp trai đến vậy sao? Bao lâu nay tôi tưởng họ xấu như người Nhật. Quá bất ngờ, tưởng đàn ông Trung Quốc là đẹp nhất rồi, nhưng dường như đàn ông Việt Nam cũng chẳng kém cạnh gì đâu. Đó là những nhận định của cư dân mạng Trung Quốc khi mới đây, trên mạng Douyin của họ liên tục nổi lên những đoạn video cho thấy ngoại hình cuốn hút của nam giới Việt Nam. Người trẻ thì nhìn chẳng khác gì hot boy trên mạng, còn mấy chú thì nhìn cao to lực lưỡng, nam tính, đẹp chả thua gì các nam thần Trung Quốc. Điều này khiến netizen Trung Quốc hết sức bất ngờ. Vì xưa giờ họ vẫn có những định kiến về đàn ông Việt Nam như là xấu xí, lười làm việc và thua kém phụ nữ. Ồ, vậy người Trung Quốc đã được thống não như thế nào đến mức phải xóa tan định kiến về đàn ông Việt Nam? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé! Cụ thể thì mới đây, trên mạng Douyin của Trung Quốc đã xuất hiện khá nhiều những video bàn về ngoại hình của đàn ông Việt. Cho bạn nào chưa biết, Douyin là mạng xã hội phổ biến nhất hiện nay của Trung Quốc. Nó giống như TikTok ở Việt Nam vậy đó. Điểm khác là ở Việt Nam thì được dùng Google, Facebook rồi YouTube. Còn ở Trung Quốc, cả thế giới như chỉ thu nhỏ bằng những mạng nội địa. Chính vì lẽ đó, họ rất ít được tiếp xúc với những thông tin chính thống, thường hiểu sai về thế giới, trong đó Việt Nam ta chính là một nạn nhân. Dân mạng Trung Quốc lâu nay vẫn tưởng rằng nam giới Việt Nam vừa xấu trai vừa lười làm việc, chỉ có trai Trung Quốc là đẹp nhất thế giới. Nhưng sự thật thì sao nào, hoàn toàn ngược lại. Câu chuyện bắt đầu từ một khảo sát mới đây, tờ Insider Monkey đã liệt kê danh sách 15 quốc gia có đàn ông quyến rũ đẹp trai nhất thế giới. Trong danh sách này, Việt Nam chỉ đứng sau Brazil và chẽm chệ ở vị trí thứ hai. Theo sau là Hàn Quốc, Pháp, Anh, Thụy Điển, Philippines, Thổ Nhĩ Kỳ, Cộng hòa Séc, Nam Phi. Trong khi Trung Quốc có đến 14 tỷ dân, nhưng trong bảng xếp hạng những người đẹp trai nhất lại cứ đứng ở tận đầu tận đâu. Bảng xếp hạng này đã được chia sẻ lên mạng Trung Quốc và khiến cho nam nhân Trung Quốc không khỏi nóng mặt và dường như họ vẫn chưa tin cho lắm, cho đến khi họ xem được những video này. Đầu tiên, hãy xem video sau đây. Đó là một video quay lén chàng trai Việt Nam trên ô tô, hiện đang gây sốt mạng xã hội Trung Quốc với hơn 4 triệu lượt xem. Cô gái này là du học sinh ở Anh. Một ngày tình cờ cô ấy đã bắt gặp chàng trai Việt với ngoại hình rất sáng. Cô gái nói, ngay cả mấy anh trai Tây cũng chưa chắc có vẻ đẹp hút hồn đến vậy. Cô bé xinh đẹp dù rất kiềm chế nhưng không thể không đổ gục trước vẻ đẹp soái ca của anh chàng Việt này. Chưa hết, đây cũng là một video đạt hơn 2 triệu view. Chỉ sau vài giờ đăng tải, video quay lén vẻ đẹp và thần thái ngút ngàn của các bạn nam sinh viên Việt Nam. Phải nói là góc phải chiếu đến đâu là sáng rực đến đó. Bên dưới những video này trên Douyin, dân mạng Trung Quốc bình luận như sau. Đẹp trai hơn tất cả người yêu cũ Trung Quốc của tôi, vậy mà tôi tưởng đàn ông Việt Nam đều có mắt một mí. Lúc đầu tôi không tin là đàn ông Việt Nam, tưởng của Trung Quốc, nhưng khi nhìn thấy các bạn sinh viên khác thì tôi lại tin. Tôi cảm thấy các chàng trai Việt Nam như bước ra từ chuyện ngôn tình. Chàng trai Việt Nam sinh năm 2005, chỉ mới 19 tuổi, cho tôi xếp hàng với. Trai Trung Quốc nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ đẹp trên Douyin hay trên màn ảnh thôi. Nếu lấy đại trà thì phần lớn mắt hí, mũi cũng thấp nữa. Bạn cùng phòng của tôi không thể kìm được, nước mắt chảy ra từ khóe miệng. Kể từ khi nhìn thấy anh ấy, tôi không còn cảm xúc với người đàn ông khác nữa. Ôi chúa ơi, tất cả vẻ đẹp trai của anh ấy đều hợp với gu thẩm mỹ của tôi. Đó là những comment khá thú vị của các bạn trẻ Trung Quốc. Đa phần họ công nhận vẻ đẹp của đàn ông Việt. Nhưng ở một vũ trụ khác, người Trung Quốc lại chê bai Việt Nam tơi tả. Cụ thể, trên Douyin có một số video phân tích chuyên sâu về sự khác biệt của đàn ông Việt Nam và đàn ông Trung Quốc, trong đó nêu rõ nội dung như sau. Nam nhân Việt Nam và nam nhân Trung Quốc thực sự khác nhau, đó không chỉ là về tính cách mà còn về ngoại hình. Đàn ông Việt Nam thường cưng chiều phụ nữ hơn, luôn tặng quà vào các dịp lễ. Giả sử ai đó không tặng quà vào dịp lễ sẽ bị cho là thiếu tinh tế và sớm bị phụ nữ bỏ rơi. Về ngoại hình, đàn ông Việt Nam mạnh mẽ và cứng cáp hơn, đàn ông Trung Quốc thường mập mạp và yếu đuối theo cách nào đó. Gu đàn ông của Trung Quốc là phải cao, gầy, da trắng, môi đỏ. Còn ở Việt Nam, những chàng trai đều muốn tập thể hình để sở hữu vóc dáng cứng chắc. Điều đó khiến đàn ông Việt Nam rất thường xuyên đạt giải tại các cuộc thi nam vương trên thế giới. Vậy bạn thích đàn ông Việt Nam hơn hay đàn ông Trung Quốc hơn? Hãy bình luận ngay bây giờ. Những chia sẻ nói trên lại một lần nữa khiến mạng xã hội Trung Quốc tranh cãi. Cụ thể là những dòng bình luận trái chiều như sau. Đàn ông Trung Quốc có nhiều như vậy, tùy tiện chọn vài người cũng dư sức đẹp bẹp Việt Nam, tự hào đất nước 1,4 tỷ dân. Người Việt Nam nhìn giống Indonesia với nước da đen và thời trang không đẹp, đặc biệt họ lười làm việc và phụ thuộc phụ nữ. Người Việt có nét đẹp giống như Mã Lai, nhìn họ nhỏ xinh và khá lùn, đàn ông trông gầy và khá khổ sở. Người Việt lông mày rất dày, không đẹp. Tất cả đàn ông Việt Nam đều bị còng lưng vì làm quá nhiều công việc đồng áng. Cho rằng đàn ông Việt Nam đẹp hơn đàn ông Trung Quốc thì tôi không đồng ý lắm. Đàn ông Việt Nam khá lùn, kém cao giáo. Đàn ông Việt Nam thích đội mũ xanh, không đi làm ruộng, không làm việc chân tay. Họ còn thích đi dép lê quanh năm, trông không hề đẹp.
ở Việt Nam, phụ nữ là người làm thay tất cả công việc cho đàn ông. Thực ra, người Việt Nam và Trung Quốc không có điểm khác biệt, chúng ta vốn dĩ là cùng một quốc gia và dân tộc. Trung Quốc ít đạt giải quốc tế, chỉ là do Trung Quốc không quan tâm đến các cuộc thi nhan sắc cả nam và nữ, nó quá vô bổ. Trên quan điểm cá nhân, tôi thấy Việt Nam khá sắc nét, nhưng để thắng Trung Quốc thì chưa đủ. Tôi có người bạn ở Việt Nam, anh ấy có khuôn mặt ưa nhìn nhưng cơ thể rắn chắc quá mức, nhẹ nhàng một chút vẫn hơn. Như trong phim Chuyện của chúng ta, luôn chọn những diễn viên có nước da trắng và khuôn mặt giống phụ nữ. Thật vậy sao? Nhưng con gái Việt Nam chỉ thích những soái ca Trung Quốc, điều đó thật trơ trêu đúng không? Đọc bình luận xong thì mình vẫn kết luận rằng, nhìn chung người Trung Quốc vẫn luôn cho họ là thiên nga, còn Việt Nam mãi luôn là con vịt xấu xí. Mà lạ thay, luôn miệng nói đàn ông Việt xấu lắm, nhưng lúc mấy anh trai cầu thủ Việt Nam đã tung lời Trung Quốc thì bỗng chốc trai Việt lại đẹp trai rạng ngời. Nhớ không lầm, mấy bạn dân mạng Trung Quốc còn đi mò thông tin của cầu thủ Việt nữa cơ mà. Đúng là một vá tự hủy đi vào lòng đất. Nếu còn chưa đủ thuyết phục, chúng ta cứ nghe các trang truyền thông nước ngoài đánh giá là chuẩn nhất. Chẳng hạn như cũng mới đây, trang Brightside đã đưa ra danh sách xếp hạng 15 quốc gia có nhiều đàn ông đẹp trai nhất hành tinh. Việt Nam bất ngờ xếp thứ 2 trong bảng danh sách. Một kết quả không quá bất ngờ. Theo Brightside, danh sách xếp hạng dựa trên kết quả của nhiều cuộc thi sắc đẹp quốc tế dành cho đấng mày râu như Manhunt International, Nam Vương Quốc tế, Nam Vương Thế Giới và cuối cùng là Nam Vương Toàn Cầu. Các cuộc thi trên đều uy tín với lịch sử tổ chức lâu đời. Bên cạnh giải chính, kết quả bảng xếp hạng cũng dựa trên những giải phụ của các cuộc thi đó, như Nam Vương Thân Thiện, Nam Vương Ảnh, Nam Vương Được Yêu Thích Nhất, Nam Vương Có Thân Hình Đẹp Nhất, Nam Vương Có Nụ Cười Hấp Dẫn Nhất. Kết quả xứng đáng dành cho đàn ông Việt Nam, bất chấp mấy ông ảnh Trung Quốc chém gió thế nào đi nữa. Mà nói đi cũng phải nói lại, mỗi nước thì mỗi gu, thực tế so với gu nam giới của toàn cầu thì nhìn các anh cao to, cơ bụng sáu múi của Việt Nam vẫn đẹp hơn nhiều. Nói về Nam Vương thì Việt Nam là cường quốc rồi, nhưng tiếc là Nam không được nhắc nhiều như Hoa hậu khi đạt giải về nước nên nhiều người không biết, chứ còn Việt Nam vẫn đi thi và ẵm giải thế giới đều đều. Có thể bạn chưa biết, Việt Nam là quốc gia có Nam Vương và Á Vương giải thế giới nhiều nhất đấy. Giờ mới thấy để mấy ông anh đi thi Nam Vương là đúng đắn, có cái để cho các bạn Trung Quốc tỉnh ngộ. Nói thật thì mấy anh, mấy em, mấy bạn nam xung quanh chúng ta nhìn qua thì trông cũng không có gì đặc biệt. Nhưng đó chỉ là bình thường mà khi họ lên đồ, vuốt tóc, trang điểm sơ sơ thì 10 anh có 7 anh là hot boy hết đó. Còn các bạn có cảm nhận gì sau khi xem video này? Hãy để lại bình luận của bạn ở dưới video này nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Loa Vườn 4.0 để ủng hộ Ad ra thêm nhiều video thú vị, bổ ích cũng như cập nhật những tin tức mới và hấp dẫn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.